Ngọc Ngân xin kính chào đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân Bến Tre. Thì hôm nay Ngọc Ngân làm cái video này để giới thiệu với quý cô chú anh chị về cái cây bưởi đỏ Ngọc Linh. Thì hôm trước Ngọc Ngân có giới thiệu với quý cô chú anh chị về cây bưởi vỏ đỏ, ruột đỏ tiếng mua rồi. Thì hôm nay Ngọc Ngân giới thiệu thêm một cái giống mới nữa, cũng ruột đỏ, vỏ đỏ luôn. Thì đây là cây bưởi đỏ Ngọc Linh đó quý cô chú anh chị. Thì giữa cái trái bưởi đỏ của tiếng vua và bưởi đỏ Ngọc Linh đó, thì cái hình dáng trái nó có khác nhau. Tuy nhiên là cái vỏ nó màu đỏ rất là tươi, và ở trong thì cơm của cây cũng có màu đỏ rất là đẹp. Thì hiện tại Ngọc Ngân đang có một cái cây bưởi Ngọc Linh. Thì đây là cây ghép đó quý cô chú anh chị. Và cây nó đang rất là khỏe mạnh luôn. Chiều cao cây tính từ miệng chậu đi lên đó, thì cây của mình nó cao được khoảng là 8 tấc cho tới 1 mét. Và cây đang được ươm ở trong cái chậu dài như thế này. Cây của mình thì đang rất là to khỏe luôn. Thì một cây bưởi Ngọc Linh như thế này á, thì có giá là 250.000 đồng một cây. Thì quý cô chú anh chị lấy 3 cây trở lên thì Ngọc Ngân sẽ bao ship. Và khi mua hàng ở bên cửa hàng của Ngọc Ngân á, thì quý cô chú anh chị hãy yên tâm, mình không có nhất thiết là mình phải lấy một cái combo là 3 cây bưởi Ngọc Linh, mà mình có thể lấy một cây bưởi Ngọc Linh với bất kỳ những cái loại nào khác ở bên cửa hàng của Ngọc Ngân. Miễn sao kết hợp lại đơn hàng thì Ngọc Ngân sẽ gửi cho quý cô chú anh chị. Cách thức đặt hàng thì quý cô chú anh chị sẽ cho địa chỉ, thì Ngọc Ngân sẽ gửi qua đường bưu điện. Còn quý cô chú anh chị ở gần có thể trực tiếp đến địa chỉ nhà của Ngọc Ngân ở ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Cuối video Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe và có thật là nhiều niềm vui ở trong cuộc sống nhé.